là Hồng Kim Bảo và A Tam, hai người là đồ đệ của Lâm sư phụ. Còn đây là A Châu, cô và Kim Bảo có hôn ước từ nhỏ. Tuy nhiên cha của A Châu thì lại khinh thường Kim Bảo, bởi vì anh ta rất nghèo. Để kiếm tiền cưới vợ, ban đêm Kim Bảo bán cháo lòng trên một con phố đông đúc, nhưng vẫn không có khách đến ăn. Còn đây là Nốt Ruồi Trâu và sư phụ của hắn, Pháp Sư Hắc Ám. Thằng Nốt Ruồi Trâu là con nhà giàu, hắn cũng muốn lấy A Châu làm vợ, nhưng cô đã có hôn ước với Kim Bảo từ nhỏ, nên hắn luôn tìm cách hãm hại Kim Bảo. Một hôm nọ, Kim Bảo dắt theo A Châu bỏ trốn. Phía sau có một đám người đuổi theo. Khi đến một ngã ba, Lâm sư phụ xuất hiện, chỉ dẫn cho họ con đường bỏ trốn. Vậy là họ chạy đến một ngôi nhà. Vào bên trong, đóng cửa lại, họ nhìn thấy hai chiếc quan tài, khung cảnh thật rợn người. Tuy nhiên không còn nơi nào khác, hai người đành phải ngủ lại đây một đêm. Nhanh chóng họ tìm đến một căn phòng, thắp sáng cây đèn dầu. Cả hai bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Một nam một nữ ngủ chung một phòng, nhưng họ không có làm gì hết nha anh em. Khuya hôm đó, nắp quan tài bỗng nhiên động đậy, hai cánh tay móng vuốt hất tung cái nắp. A Châu giật mình tỉnh dậy, vội vàng đi tới nhìn qua khe cửa. Má ơi là cương thi, nó đang hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt. Quá sợ hãi cô chạy lại đánh thức Kim Bảo. Bên này thằng cương thi đang nhảy lên. Kim Bảo nhanh tay đẩy A Châu vào phòng đóng cửa lại. Cương thi nhảy đến tung cửa vào, rồi tiến đến hai người. Lấy cái ông điệu cho tao. Hả? Thì ra là thằng cương thi muốn hút á phiện. Hay dạ, chết rồi mà cũng còn nghẹn nữa. Nhân lúc nó phê thuốc, hai người bỏ chạy. Nó bật dậy túm lấy A Châu. Kim Bảo xong thì cướp nó ngã đè lên A Châu. Tiếp đó anh cắn ngón tay hất máu về phía cương thi. Nó lật người qua một bên lùi về sau. A Châu cũng thoát ra. Cương thi nhảy đến, A Châu chạy ra cửa sổ, nhảy ra ngoài bám vào chiếc đèn lồng. Nắp quan tài bên dưới bật ra. Má ơi nữ cương thi. Nó bật dậy phóng lên túm lấy quần A Châu, nhưng bị tuột. Hay dạ, may là còn cái quần đùi. Nó tiếp tục phóng lên bám vào người A Châu. Kim Bảo nhảy ra ứng cứu, nó chụp cổ anh. Phía sau thằng cương thi cũng túm chân anh. Anh này đẹp trai quá, buông tay ra mày. Hay dạ, cương thi mà cũng mê trai. Thằng cương thi cũng phóng tới A Châu. Quá ra nó cũng háo sắc. Nữ cương thi cắn vào cổ Kim Bảo, A Châu cắn vào cổ nó. Thằng cương thi cắn A Châu, Kim Bảo cắn thằng cương thi. Trọng lượng quá nặng, cả bốn rơi xuống. Hay dạ, thì ra là thằng Kim Bảo đang nằm mơ. Hú hồn. Đêm đến, Kim Bảo bắt đầu bán cháo lòng như mọi ngày. Bỗng nhiên có một cô gái mặc áo trắng đến mua cháo. Kim Bảo vô cùng vui mừng vì cô là vị khách đầu tiên của anh. Sau khi cô trả tiền xong rồi rời đi, Kim Bảo nhìn lại tiền. Hả? Sao lại là giấy trắng? Là đồ đệ của anh Lâm, Kim Bảo liền phát hiện ra cô gái đó chính là ma. Tức giận anh cầm dao đuổi theo, tìm đến sào huyệt của ma nữ. Anh nhận ra dao bình thường không thể đả thương ma nữ. Vậy là anh chặt một cành liễu định thu phục nó. Bất ngờ phát hiện còn có một bà cụ là con người ở đây. Anh bình tĩnh tiến đến nói chuyện. Thì ra ma nữ này tên là Tiểu Hồng. Cô ở lại nhân gian là muốn chăm sóc cho mẹ của cô, chính là bà cụ đã bị mù. Tuy nhiên bà ta chưa biết là Tiểu Hồng đã chết. Thấy cô gái quá hiếu thảo, Kim Bảo động lòng nên bỏ qua cho cô. Ngày hôm sau, Kim Bảo kể cho A Tam nghe mọi chuyện. Vậy là anh ta tìm đến Tiểu Hồng để làm quen. Kim Bảo cũng đến đây. Hai người nhờ Tiểu Hồng cho thằng Nốt Ruồi Trâu một bài học. Tối hôm đó, ba người đang theo dõi thằng Nốt Ruồi Trâu. Thấy hắn ra về, Tiểu Hồng liền biến hóa thành A Châu rồi đi theo hắn. Thằng Nốt Ruồi Trâu tưởng rằng đây là A Châu nên đưa cô về nhà. Nhưng khi đến cổng thì lại gặp thằng Pháp Sư Hắc Ám. Hắn liền nhận ra đây là ma nên đã nói nhỏ cho thằng Nốt Ruồi Trâu biết. Lên phòng, nhân lúc hắn đang thay quần áo, Tiểu Hồng bèn lấy những chiếc bình cổ ném xuống cho Kim Bảo và A Tam. Đến khi cô đang mang chiếc bình lớn thì thằng Nốt Ruồi Trâu đi ra. Giật mình, Tiểu Hồng giả vờ mệt mỏi, hắn đỡ cô lên giường rồi giăng lá bùa lên lưng cô. Tiểu Hồng lập tức trở về nguyên hình. Thấy Tiểu Hồng xinh đẹp, hắn chạy đến ôm chặt lấy cô. Nghe tiếng kêu cứu, hai thằng đệ vội vàng trèo lên. Lâm sư phụ vô tình đi tới, hai thằng đệ xông vào cứu Tiểu Hồng. Anh Lâm cũng nhảy vào đến cho thằng Nốt Ruồi Trâu một trận. Nhưng hắn nói hai thằng đệ của anh Lâm cấu kết với ma quỷ, bản tính đạo sĩ cấm kỵ chuyện này. Anh Lâm liền túm hai thằng đệ quay về. Vừa mở cửa ra thì nhìn thấy Tiểu Hồng. Anh Lâm lấy ra một cái vô vô âm dương ném đến phía Tiểu Hồng, trúng vào lưng nổ vỡ bồng. Tiếp tục anh Lâm nhảy tới ném vô vô trúng tay Tiểu Hồng. Trong tay Tiểu Hồng thì nhiệt độ vô vô rất nóng. Cô liền phóng đi rồi tàn hình ẩn thân. Hay da, trò chơi vô vô này mà anh Lâm cũng biết, còn chơi rất chuyên nghiệp nữa chứ.
phát hiện ra Tiểu Hồng, anh Lâm ném vô vô tới. Kim Bảo ngăn cản vô tình trúng vào đầu A Tam. Đúng lúc này mẹ của Tiểu Hồng đi ra, cô bay về bên mẹ. Lâm sư phụ mới nói rằng cô ta đã chết. Người mẹ già liền đau khổ. Tiểu Hồng không muốn mẹ già lo lắng nên đã giấu đi sự thật này, ngày đêm chăm sóc báo hiếu cho mẹ. Nhưng giờ đây anh Lâm lại nói sự thật cho bậc cụ. Tiểu Hồng căm giận đóng cửa lại. Cô giận công phong tỏ luôn cửa ra vào, phóng tới tấn công Lâm sư phụ. Anh Lâm quấn chỉ đỏ kiềm chế Tiểu Hồng, Kim Bảo liền tháo ra. Anh Lâm tiếp tục dùng chỉ đỏ tấn công Tiểu Hồng. Cô tung chưởng, anh Lâm bật ra sao. Lâm sư phụ lấy ra tấm bùa lửa bắn về phía Tiểu Hồng. Kim Bảo đẩy anh Lâm phá giải thế tấn công rồi dập lửa cho Tiểu Hồng. Anh Lâm định tiếp tục dùng bùa lửa nhưng Kim Bảo đã ngăn cản. Tuy rằng Tiểu Hồng là ma nhưng chưa làm hại ai, chỉ lo báo hiếu cho mẹ già. Kim Bảo cho rằng Lâm sư phụ thu phục cô ấy là quá độc ác nên đấm cho anh Lâm một phát. Lâm sư phụ đành rời đi. Trời cũng đổ mưa xuống. Anh Lâm không cam tâm nên hỏi ông trời rằng nếu mình làm sai hãy giáng sấm sét đánh xuống. Quả nhiên sấm sét giáng xuống anh Lâm. Nhận ra sai lầm, anh Lâm quay vào xin lỗi hai mẹ con và hứa sẽ giúp đỡ cho hai người. Anh Lâm bảo Tiểu Hồng hãy sống trong cây dù để âm khí không ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ cô. Và không quên trả lại cú đấm cho Kim Bảo. Tối hôm đó, trong lúc Kim Bảo đang ngủ, bỗng nhiên một bầy gián bám lên người anh. Giật mình, Kim Bảo bật dậy, phủi chúng đi. Thấy có động tĩnh, anh tiến đến kiểm tra. Trời ơi, một thây ma sau lưng anh. Phía trước cũng là một thây ma. Hai thây ma, một lớn một nhỏ, ôm chặt lấy Kim Bảo. Anh cố hết sức quăng người cả ba rơi xuống dưới. Thằng lớn túm chặt anh, thằng nhỏ tiến đến. Anh tròn tay ra sau túm đầu con thây ma, dùng lực mạnh kéo phăng cái đầu của nó. Trong đó toàn là sâu bọ, anh dùng dãy văng ra ngoài. Thì ra bọn thây ma là do pháp sư Hắc Ám làm phép điều khiển. Hắn dùng hình nhân gỗ khống chế Kim Bảo. Bên này bọn thây ma thả bầy gián ra bám đầy lên người Kim Bảo. Quá sợ hãi, anh thoát hồn ra chạy thoát thân, nhưng đã bị pháp sư Hắc Ám phục kích rồi quá phép cho linh hồn của anh nhập vào một con heo. Ngày hôm sau, Kim Bảo trở nên ngốc nghếch. Lâm sư phụ chẩn đoán liền biết được Kim Bảo đã mất đi linh hồn. Anh Lâm nhờ Tiểu Hồng nhập vào Kim Bảo, khống chế thể xác Kim Bảo không đi lung tung. Tối đến, hai thầy trò bắt đầu đi tìm linh hồn của Kim Bảo. Nhân lúc Lâm sư phụ rời đi, thằng pháp sư tìm đến nhà anh Lâm. Tiểu Hồng đi ra, thằng pháp sư tung chưởng đẩy Tiểu Hồng ra khỏi thể xác của Kim Bảo. Tiếp đến, nó định cho Kim Bảo uống thuốc tiêu hồn, muốn cho Kim Bảo vĩnh viễn ngốc nghếch. Tiểu Hồng bay tới ngân cản đánh hắn lùi lại rồi nhập vào Kim Bảo. Hai bên giao chiến kịch liệt nhưng Tiểu Hồng không phải là đối thủ của pháp sư Hắc Ám nên bị hắn đánh văng hồn ra rồi tung cước bay ra xa. Tiếp đến, hắn dùng pháo bông ném về phía Tiểu Hồng. Đúng lúc này, thằng Nốc Rồi Trâu dẫn theo hai cha con A Châu đến đây. Tiểu Hồng cũng đã bị trọng thương. Thằng pháp sư định dùng pháo bông tiêu diệt Tiểu Hồng, tuy nhiên đã bị phá giải bởi Lâm sư phụ. A Tam cũng đã tìm được chú heo mà Kim Bảo đã nhập hồn. Sau đó môi kề môi với Kim Bảo, Lâm sư phụ liền quá phép chuyển hóa linh hồn trở về thể xác của Kim Bảo. Nhưng anh cũng bị ngất đi, mọi người đành rời đi. Tiểu Hồng vì trọng thương quá nặng nên sắp bị hồn siêu phách tán. Lâm sư phụ bảo A Tam truyền nguyên khí cho cô để duy trì linh hồn. Phía này, hai sư đồ của thằng Nốt Rùi Trâu hẹn gặp cha của A Châu rồi lấy trứng cóc bỏ vào ly trà cho ông uống. Vậy là thằng pháp sư có thể điều khiển ông ấy. Lập tức cầm cây dao tìm đến tấn công Kim Bảo. Anh vừa chống đỡ vừa chạy vào trong. Lâm sư phụ lao tới kiểm tra cái lưỡi rồi ấn chỉ lên trán kiềm chế ông ấy lại. Lâm sư phụ bắt đầu lập đàn làm phép. Kim Bảo đưa cha của A Châu trốn dưới gầm bàn. Bên này thằng pháp sư cũng đang làm phép. Lâm sư phụ dùng nhất dương chỉ điều chỉnh cường độ ánh lửa của cây nến. Lập tức căn phòng ánh sáng chớp tắt giống như trong quán bar. Sau đó chiếu ánh sáng tới thằng pháp sư. Hắn dặn công đỡ lấy ánh sáng, hình ảnh hai bên lập tức hiện lên. Thi triển võ thuật giao đấu từ xa. Anh Lâm bay lên tung chiêu nhất dương chỉ. Thằng pháp sư trúng chiêu bật ra sau bị thương. Bên này cha của A Châu chất độc phát tác, bụng phình to ra, sau đó nở ra một cây bông. Lúc này Tiểu Hồng cũng đã khỏe lại, cô lập tức đi gọi A Châu đến. Ba thầy trò Lâm sư phụ bèn đi tìm thằng pháp sư Hắc Ám lấy thuốc giải, tìm đến xào huyệt của thằng pháp sư. Lúc này hắn đã để thuốc giải trong bụng của thằng Nốt Rùi Trâu và xích nó lại. Phải nhanh chóng rạch bụng thằng Nốt Rùi Trâu lấy viên thuốc.
nếu không nó sẽ bị tiêu hóa. Thằng thống sư gõ cái trống, hai thằng hộ pháp thức tỉnh, đám sát ớp cũng cử động bắt đầu đi ra. Chúng lao tới tấn công ba thầy trò, đao chém không có tác dụng với chúng, võ công bình thường cũng không đả thương được chúng. Vô tình anh Lâm phát hiện ra yếu huyệt của chúng là ở cái rốn. Quả nhiên có tác dụng, ông chỉ cách cho A Tàm và Kim Bảo liền nhanh chóng tấn công vào rốn. Thằng pháp sư tức giận gõ trống nổ tung bọn sát ướp. Sau đó hắn điều khiển hai thằng hộ pháp lao ra tấn công ba thầy trò. Hai thằng này sức chiến đấu mạnh mẽ kinh người. Anh Lâm dùng khúc gỗ tấn công nó rồi đè lên cổ. Nó phun khói độc vào mặt anh Lâm bắn ra xào. Nó lao tới tiếp tục tấn công anh Lâm. A Tam kịp thời hỗ trợ giật nó xuống đất rồi xiết cổ nó chết. Bên này Kim Bảo dùng roi đánh chết thằng còn lại. Lâm sư phụ nhanh chóng dẫn công trị thương. Nhân cơ hội thằng pháp sư lao tới, Kim Bảo kịp thời chạy đến cho hắn một cước văng ra xa. Hắn ngồi dậy tiếp tục dẫn công tung chưởng. Kim Bảo nhanh nhẹn né đòn rồi dùng nhất dương chỉ đánh trả. Hắn chống đỡ dễ dàng. A Tam bèn thu hút sự chú ý. Hắn chưởng A Tam tung ra sau rồi quay sang tấn công Kim Bảo văng ra một bên. Tiếp đến hắn tung chưởng, anh Lâm bay lên tung đòn nhất dương chỉ, cả hai đều trọng thương. Lâm sư phụ lấy ra hai tấm bùa lửa, hai thằng đệ dẫn công bắn tới thiêu cháy thằng pháp sư. Kim Bảo cũng bắt lấy thằng đốt rồi trầu lấy thuốc giải. Bộ phim đến đây là hết rồi. Nhớ like và subscribe nhé anh em. Cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi. Tạm biệt anh em.